Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, tháng 6 năm 2023, Sở triển khai 4 lớp tập huấn, triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Hoạt động nhằm tăng cường triển khai hiệu quả chỉ thị số 06 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa gia đình gắn với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự quan tâm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.